Em thử sống khác đi được không? Em sống chậm lại nhưng nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn. Thu à, Thu, má vô nha con. Con đừng có giấu nữa, má biết hết rồi. Má biết là tại sao con buồn rồi. Nhưng mà má nghĩ con đừng có buồn nữa. Má không muốn thấy con khổ như vậy. Má biết chuyện của con với thằng Sơn rồi. Trong chuyện này, thằng Sơn nó quyết định đúng đó con à. Nó biết thân biết phận, nó biết nghĩ tới tương lai của con, thì con cũng phải biết nghĩ cho tương lai của mình chứ con. Sao má lại biết? Má là má của con mà. Có chuyện gì mà con có thể giấu má được chứ? Thu à, ba của con có nói cho má biết. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ không dính líu gì tới con gái của chú. Bất kể là chuyện gì với con gái của chú, tôi cũng sẽ không quan tâm, cũng không liên quan tới tôi. Chú đừng có bận tâm nữa. Má à, con bận học rồi, lúc khác á mình nói chuyện này nha. Với lại con không muốn má nhắc tới anh Sơn nữa đâu. Sao bà má cứ hay xen vào chuyện tình cảm của con? Hai đứa chia tay nhau là một quyết định đúng đắn, vì hai đứa con đến với nhau cũng không có kết quả tốt đâu con à. Con với thằng Sơn quá khác nhau. Con thấy đàn ông phức tạp quá. Mới hôm qua còn nhìn nhau ấm áp, mà ngày hôm sau đã lạnh tanh rồi. Con bị mất niềm tin rồi. Con không tin ai nữa hết. Má có hiểu cho con không? Không có niềm tin thì làm sao con có thể sống? Má hiểu, má hiểu cho con mà Thu. Nhưng mà chuyện tình cảm khó giải thích được lắm con à. Đối phương luôn muốn tốt cho người mà mình yêu thương. Con à, con hãy quên chuyện của thằng Sơn đi. Con cứ coi như là mọi chuyện đã qua rồi đi con. Đâu phải muốn quên là quên được đâu má. Có những cảm xúc mà không thể nào điều khiển được. Có những cảm xúc không thể nào xóa được má à. Má không thể nào hiểu hết đâu. Ít nhất là chuyện ảnh liều mình cứu con đó. Thu à, thằng Sơn nó là một giang hồ. Mà đã là giang hồ rồi thì làm sao có thể đem được hạnh phúc lại cho con được hả Thu? Hơn nữa, con nên nhớ nó đã từng vào tù. Thì làm sao, làm sao mà má an tâm giao cuộc đời của con cho nó được chứ? Đúng, bây giờ có thể là con không nghe lời má, nhưng vài năm sau con sẽ thấy những lời má nói ngày hôm nay là đúng. Má chỉ muốn cho con có một tấm chồng tốt, một cuộc sống hạnh phúc thôi, là má đã mãn nguyện lắm rồi Thu à. Má, má có hạnh phúc khi lấy ba không? Má có hạnh phúc không? Má nói thật cho con nghe đi. Má yêu ba con, trước đây và bây giờ cũng vậy. Hơn nữa, đã có con là niềm vui của má rồi. Nhưng con lớn rồi, con có cảm nhận ba không yêu thương ai bằng chính bản thân của mình. Và con thấy ba rất là yêu tiền. Con không muốn sống một cuộc đời mà người khác đã sắp đặt cho con. Đúng, có thể là con nói đúng. Nhưng chuyện của ba má là chuyện đời xưa rồi. Má muốn con gái của má được sống trong tình yêu thương thật sự, một gia đình hạnh phúc. Để có được điều đó, sự bình an là quan trọng nhất con à. Còn hơn hạnh phúc bên nhau mà không biết chồng của mình ngày mai có vào tù hay tử hình hay không, thì hạnh phúc đó có phải chỉ là ảo vọng không con?